Đa số những ai lần đầu tiên xây nhà đều có chung câu hỏi: xây nhà sẽ hết bao nhiêu tiền? Để trả lời câu hỏi này một cách chính xác thật không dễ. Lý do là vì trong quá trình xây dựng một căn nhà thường có thời gian kéo dài khoảng từ 3 đến 9 tháng. Nên việc thay đổi giá cả vật liệu, phần thô và hoàn thiện trong quá trình xây dựng là điều thường xuyên xảy ra. Ngoài ra, để hoàn thành một căn nhà cũng cần có chi phí cho nhân công xây dựng, mà năng suất của thợ phụ thuộc vào tay nghề, sức khỏe và thậm chí cả thời tiết nữa. Do có nhiều yếu tố làm ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm nên việc xác định chi phí xây dựng thường có những sai lệch nhất định. Nói thế có nghĩa không thể dự trù và cách quản lý hiệu quả chi phí xây nhà. Nếu biết cách quản lý hiệu quả, việc dự trù kinh phí sẽ rất sát. Các chi phí phát sinh cũng nằm trong mức độ dự liệu, không khiến gia chủ đau đầu vì kinh phí tăng lên quá nhiều. Dưới đây là các bước mà những người lần đầu tiên xây nhà cần nắm rõ nếu không muốn rơi vào cảnh tiền hết mà nhà vẫn chưa xong. Thứ nhất, liệt kê. Để quản lý chi phí xây nhà, bạn cần hiểu rõ chi phí xây nhà bao gồm những khoản gì. Chi phí phá dỡ nhà cũ: nếu căn nhà bạn được xây dựng trên nền đất nhà cũ thì bạn phải tốn thêm khoản chi phí phá dỡ, san lấp mặt bằng. Chi phí gia cố móng: trong trường hợp nhà được xây dựng trên nền đất yếu gần xong, để đảm bảo sự kiên cố cho căn nhà thì bạn phải gia cố móng. Chi phí này sẽ tùy thuộc vào quy mô xây dựng và địa chất. Chi phí cấp phép xây dựng tùy thuộc vào diện tích xây dựng nhà và khu vực xây dựng mà lệ phí xây dựng khác nhau. Bạn có thể tự xin giấy phép xây dựng hoặc sử dụng dịch vụ xin giấy phép xây dựng. Chi phí xây dựng cơ bản gồm chi phí xây dựng phần thô và chi phí xây dựng phần hoàn thiện, chi phí nhân công, giám sát công trình, thuê nhà thầu, chi phí mua sắm vật tư thiết bị. Thiết bị là một phần tiêu tốn chi phí khá lớn. Tùy thuộc vào quy mô xây dựng mà số lượng vật tư sẽ thay đổi. Chi phí này còn phụ thuộc vào nhiều nhãn hiệu vật tư mà bạn sử dụng. Chi phí thiết kế. Thông thường chi phí thiết kế chiếm khoảng 3% chi phí dự toán. Chi phí này có thể được tiết giảm nếu bạn xây đơn giản, xây theo mẫu có sẵn. Chi phí dự phòng cho các khoản phát sinh. Phát sinh chi phí là điều khó tránh khỏi trong xây nhà. Bạn cần dự trù một khoản chi phí dự phòng. Khoản chi phí này thường bằng 10% tổng chi phí đã cộng ở trên. Thứ hai, lập kế hoạch chi tiêu. Để quản lý bất kể chuyện gì thì kế hoạch vẫn luôn là quan trọng nhất. Nó là nền tảng để quản lý hiệu quả. Quản lý chi phí cũng vậy. Bạn cần lập một bản kế hoạch thể hiện rõ các mục cần phải tốn chi phí, chủng loại, số lượng, nhà cung cấp, nhãn hiệu. Những chi phí trong bản kế hoạch phải được kiểm nghiệm thực tế để dự trù kinh phí đầy đủ và chính xác. Thứ ba là lựa chọn hình thức thuê nhà thầu. Việc quản lý chi phí cũng phụ thuộc vào hình thức thuê nhà thầu của bạn. Nhìn chung có 3 cách thuê nhà thầu. Thứ nhất, bạn tự thực hiện chỉ thuê nhân công. Thứ hai, bạn giao một phần cho nhà thầu. Thứ ba, bạn khoán toàn bộ gói thầu. Nếu bạn giao thầu toàn bộ cho nhà thầu thì việc quản lý chi phí sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bạn chỉ cần tìm nhà thầu uy tín có giá thi công hợp lý. Còn nếu thêm một phần thì bạn sẽ phải quản lý chi phí cho phần còn lại. Trong trường hợp bạn tự thực hiện chỉ thuê nhân công thì nên lưu ý không sử dụng một tốp thợ để làm một công trình từ đầu đến cuối, mà phải sử dụng các tổ đội chuyên môn hóa cao.
Mỗi tổ có công việc riêng, tổ thi công ép cọc, tổ thi công phần nền, tổ điện nước, tổ điều hòa, tổ thi công thạch cao, tổ thi công sơn bả, tổ thi công cơ khí, tổ thợ mộc. Thứ tư, làm hợp đồng với nhà thầu. Việc lập hợp đồng chặt chẽ với nhà thầu thi công là vô cùng quan trọng để đảm bảo công trình không bị phát sinh ngoài ý muốn. Mặc dù việc phát sinh trong công trình xây dựng là không thể tránh khỏi, nhưng chi phí phát sinh của các nhà thầu chụp giật thường rất cao, bất hợp lý. Ngoài ra, các nhà thầu còn có thể làm khó bạn bằng cách thi công chậm tiến độ, hoặc sử dụng các loại vật tư giá rẻ, hoặc sử dụng thợ thuyền không có tay nghề. Chính vì thế, lựa chọn nhà thầu uy tín là cách quản lý chi phí hữu hiệu. Đồng thời, việc thỏa thuận một hợp đồng chặt chẽ có thể giúp bạn phòng tránh những vấn đề nói trên và ràng buộc chặt chẽ trách nhiệm của nhà thầu đối với công trình. Nhân xin cảm ơn tất cả mọi người nãy giờ đã lắng nghe những điều Nhân chia sẻ. Cả nhà mình hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh của Nhân để có thể là xem được nhiều video sau nữa. Nhân xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở video sau.